giảm giá khuyến mãi cực sâu đối với dòng sản phẩm âm ly 506 Saken hàng chuẩn nội địa chung. Đây là một trong những mẫu model, những dòng sản phẩm âm ly nội địa chung mà bên em đang bán chạy từ trước đến nay. Đối với dòng sản phẩm này thì về nội thất ruột gan của nó thì cực kỳ chất lượng rồi. Tất cả linh kiện đều là linh kiện xịn của Hàn và cũng như là đều là vỉ mạch đỏ, DS cắt góc đỏ này, và chạy con IC 50195, con IC vang nhại cực kỳ tuyệt vời. Đối với dòng sản phẩm này thì các bác hát karaoke và cũng như là nghe nhạc trong tầm tiền hơn 4 triệu đồng thì đây là một sự lựa chọn cực kỳ tuyệt vời. Đối với dòng sản phẩm này, mức giá niêm yết bên em đang bán hiện tại đang có mức giá là 4,5 triệu, giảm giá xuống chỉ còn có 4.300.000 đồng, vẫn bao ship code toàn quốc và hỗ trợ tặng đầy đủ dây rắc kết nối toàn thể các bác luôn. Đối với dòng sản phẩm âm ly 506 Saken thì vẫn đang được các bác tin dùng và cũng như lựa chọn rất là nhiều trong tầm tiền hơn 4 triệu đồng. Đối với dòng sản phẩm này thì các bác đủ để các bác chơi được một cặp loa bass 25 và một cặp loa bass 20 thoải mái luôn, hoặc duy nhất một cặp loa bass 30 thì các bác có thể đánh thoải mái trong phân khúc âm ly hơn 4 triệu đồng. Đối với dòng sản phẩm 506 Saken này thì bên em đảm bảo toàn thể các bác điều thứ nhất là hình thức của nó cực kỳ đẹp. Có những lô hàng đặc biệt trong lô hàng đợt này thì mới trên 90% và cũng như là hàng nguyên zin chưa qua sửa chữa. Đặc biệt đối với dòng sản phẩm này đảm bảo toàn thể các bác luôn. Nhận hàng các bác được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán và 100% là lúm béo các bác nhá. Đối với dòng sản phẩm này là 100% là lúm béo cho toàn thể các bác luôn. 100% là lúm béo. Và đối với dòng sản phẩm này thì bên em đang phối ghép với rất nhiều những cấu hình combo karaoke. Đặc biệt đối với dòng sản phẩm ví dụ như loa cây JBL KP 910 này, hay là những dòng sản phẩm như bốt Hồng Kông 601, 301 thì cho ra chất lượng âm thanh cực kỳ tuyệt vời. Đối với dòng sản phẩm này thì hiện tại đang có rất nhiều các bác khách hàng thắc mắc hỏi bên em tại sao dòng sản phẩm này nó lại được cái công suất khỏe như vậy. Tại vì dòng sản phẩm này nó chạy lên tới 8 con sò Saken các bác nhá. Mỗi bên của nó là 4 con sò Saken nên là công suất của nó cho ra cực kỳ ổn định và cũng như là khá là tuyệt vời. Trong tầm tiền này đủ để các bác chơi được một cặp loa bass 30 thoải mái luôn các bác nhá. Trong phân khúc của gia đình và cũng như là âm ly để các bác nghe nhạc và cũng như là để hát karaoke trong không gian nhỏ. Đối với dòng sản phẩm âm ly 506 Saken này, khi đánh giá với dòng sản phẩm hàng chuẩn xịn của Hàn, 506 xịn của Hàn thì nó phải được tầm 7-8 trên 10 điểm, khá là tuyệt vời. Đấy. Đối với dòng sản phẩm này thì bên em đã phân phối cũng như là kể cả cho những bác khách hàng buôn, ví dụ như trong Đồng Lai này hay Lâm Đồng thì cũng khá là nhiều rồi. Mỗi một lần các bác lấy của bên em cũng khoảng trên chục con. Đối với dòng sản phẩm này, lô hàng của bên em về ít nhất mỗi một lô là khoảng tầm 40 con đối với dòng sản phẩm này. Nên các bác nào mà muốn lấy số lượng thì sẽ có được cái mức giá nó ưu đãi hơn và cũng như sẽ mềm hơn thì các bác cứ liên hệ trực tiếp qua số Zalo 0366 417 927 để được bên em tư vấn chi tiết đối với dòng sản phẩm này cho các bác. Các bác là muốn lấy số lượng thì cái mức giá thành nó sẽ mềm hơn một chút nữa các bác nhé. Hoặc các bác là muốn lấy lẻ vào mới cái mức giá ưu đãi hơn thì có thể vào trực tiếp trong những buổi livestream của bên em. Khi bên em lên sẽ có những cái mức giá nó còn rẻ hơn như vậy khi trên những buổi livestream. Âm ly 506 Saken thì dòng này thì không thể chê vào đâu rồi. Bên em đã phân phối và cho ra ngoài thị trường dòng này cách đây khoảng tầm 2 năm nay rồi mà vẫn được các bác ủng hộ và tin tưởng thì các bác có thể biết như nào rồi. Có những bác phải quay lại đây lấy của bên em lên tới 5-6 con này rồi, lấy lẻ các bác nhá. Có những bác khách hàng đến tận cửa hàng phải lấy lên 5-6 lần con dòng sản phẩm âm ly 506 Saken này rồi thì các bác có thể biết là cái chất lượng của nó như nào rồi. Và về cái phản hồi của bác khách hàng thì rất là tích cực đối với dòng sản phẩm này, hình thức thì rất là mới các bác nhá. Đấy. Nội thất ruột gan của dòng sản phẩm này thì bên em đã cho ra rất nhiều những cái video để mở nội thất rồi. Đấy, ngày hôm nay bên em lên nhanh cái video để giảm giá khuyến mãi dòng sản phẩm âm ly 506 Saken này thôi. Các bác nào quan tâm thì nhanh tay liên hệ trực tiếp qua bên em hoặc có thể đến tận cửa hàng để lấy và cũng như trải nghiệm thực tế đối với dòng sản phẩm này qua địa chỉ khu đô thị Phúc Thành, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên để được bên em tư vấn chi tiết các bác nhé. Và xin chào toàn thể các bác và hẹn các video sau. Xin chào toàn thể các bác.